Làm gì đó anh? Rôm chỗ cũng để nhiều mà không luôn chứ để được mày. Mày ốc rồi. Bù đi. Bù đen. Tối như tối bắt cặn lớn được tối không lên nhiệt như ngày. Mới bắt. Bên bên kia nhiều chứ. Thì dòng qua bên kia. Đợt này dừa nó ít trái hơn đợt trước ha. Rụng. Sống rồi chết rồi. Sống nữa. Chết rồi. Chết rồi. Sao chết được, nó cùng trong một vườn. Không sao đâu, trong cùng một vườn. Tính là bóng màu lớn. Nó bóng được với ốc là nước tốt mà. Ừ. Vì ốc bóng lửng đẹp, đẹp bóng. Nếu mà người tay nó ăn nhiều cái loại rau thấy nó gỗ thôi, nó gỗ gì không? Đúng rồi, rau gì đã thấy cái cây gì cũng ăn được hết. Ừ. Nghĩ cái rau hay lắm. Cây cỏ cái ấy gì ăn được trơn. Biết trơn á, cũng biết. Thấy cái hồ của anh ấy giờ đuôi lươn ngon. Cái chòi kia kìa. Hôm qua mới về nghiên cứu lại thấy nó đầu tư ít à. Ra coi hồ đi. Chỗ này cải tạo nuôi lươn, nuôi được hai hộp lươn này.